Xin chào toàn thể các bác, quay trở lại với kênh Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cũng như là video thường lệ thì cửa hàng em lại lên cho các bác những sản phẩm mà các bác quan tâm. Cũng đó cũng là những mẫu quạt nhiệt nội địa và cũng là những sản phẩm tốt nhất cũng như là đem đến khách hàng cũng như là đem đến cho các bác để các bác xem và lựa chọn cho mình. Với những mẫu quạt cũng như là những chiếc quạt rất là đẹp cùng với sự để các bác sưu tầm cũng như là mùa này thì cũng các bác cũng mua quạt cũng rất là dễ và cũng là những chiếc quạt rất là đẹp để mình bày biện trong cái khuôn viên của nhà mình cũng như hình thức về cái sự sang trọng của những chiếc quạt Nhật và có giá trị những chiếc có tuổi đời toàn lên vài chục năm rồi. Với thông thường thì nhà em cũng đa phần bán những chiếc quạt có tính chất sưu tầm cao và từ tầm trung trở lên, các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé. Thì hôm nay lại về với cửa hàng là một chiếc quạt gọi là Tô Thiên Nga. Tô Thiên Nga, một trong những dòng đặc cấp cánh nho chóp đầu đạn ốc chí. Và một chiếc Na Vương Miệng hai đường băng cũng là một trong những dòng sản phẩm gang sắt đẹp của đời sau Balakun. Đấy, rất là tuyệt vời luôn, cùng song hành. Và dòng Toshiba trên áp cũng là một trong những dòng đẳng cấp về chất lượng cũng như là về gió như các bác nhé. Hôm nay thì trên clip này thì em lại có một chiếc la treo tường, tức là một chiếc quạt Lationa, thương hiệu Lationa treo tường. Với cái dòng gang sắt này là một trong những dòng quạt rất là hiếm và các bác rất ít gặp và ít thấy. Những dòng này thì nó là hàng chất lượng cao, nó rất giống với la chữ A cùng đời. Cùng đời với La Chữ A hoặc là La Chao, đó là cùng với phiên bản chất lượng các bác nhá. Đấy. Thì em sẽ chi tiết từng sản phẩm một cũng như các bác xem và lựa chọn cho mình. Chiếc đầu tiên là một chiếc tô cánh nho, một trong những dòng sản phẩm đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Những chiếc mà các bác chắc chắn là cũng không mấy khi gặp được ở trên trên thị trường cũng như là hiện tại mà các bác muốn mua những quạt đẹp, các bác muốn tìm những chiếc quạt đẹp mà không tì vết, gần như là cái độ tì vết của nó gần như không có các bác nhé. Xuất sắc, được gọi là một trong những dòng Tô Thiên Nga cánh nho đẳng cấp. Các bác nhìn nó đẹp và mới, gần như là kể cả cái phần này, phần mạ chrome này, gần như mới cứng cựa luôn, mới cứng luôn nhá các bác nhá. Đấy. Từ những cái dòng volume này các bác nhìn nhá. Chiếc này thì là có 10 chế độ gió các bác nhá. 10 chế độ gió này nó sẽ thể hiện là các bác sẽ sử dụng gió theo ý muốn của mình. Cũng rất như là những cái bác mà lại mất ngủ hoặc là thích để phòng làm việc hoặc là phòng làm việc nhé. Đấy, phòng làm việc là này, xong là phòng khách. Đấy, những cái chỗ mà các bác cần thiết khi các bác muốn trưng bày nó và các bác sử dụng gió của nó là theo ý của mình. Đấy, có thể là phe phẩy có. Đấy, nó cũng rất là tuyệt vời luôn vì nó có 10 chế độ gió cho nên các bác cũng rất là thích nhé. Đấy, thứ hai nữa là chiếc này nó thực sự luôn các bác là tìm bây giờ là rất là khó luôn. Chiếc này của nó là sơn của nó là gần như sừng như sứ luôn các bác nhé, như sừng như sứ luôn, không có tì vết gì. Nó là một con Thiên Nga rất là đẹp luôn các bạn. Đây, kể cả lúm này, đây, kể cả là thân cột này. Đấy, cho đến gang đúc này. Đấy, gọi là Tô Thiên Nga rất là đẹp luôn. Mấy hai nữa của nó thì trước này thì đúng là nó đẳng cấp. Đẳng cấp từ cái bản logo này này, các bác nhìn nhá, cái bản logo này này. Nó long lanh luôn, nó long lanh luôn các bạn. Những bác mà yêu thích cái đẹp mà yêu thích nghệ thuật ấy, thì thực sự luôn đây là một cái mẫu quạt rất là đẹp luôn. Và cái bộ cánh, cái bộ chóp của nó thì nó thực sự luôn là không có đối thủ để cạnh tranh nó. Tầm bây giờ là em khẳng định luôn là chắc chắn là bộ này, này mới khét luôn. Các bác nhìn nhá, cả đôi bên luôn. Cái lớp sơn này của nó như sừng như sứ luôn các bác nhá.
vì đây là một trong những dòng nước sơn của nó đẳng cấp thực sự luôn. Với người Nhật thì các bác biết rồi đấy, lấy những cái đồ của họ thì thực sự luôn là quá là chất lượng, bao nhiêu năm nhưng mà vẫn chất lượng, vẫn chất lượng như vậy thôi, không có thay đổi cái gì cả. Nói chung là những chiếc quạt này ấy, là người ta giữ rất là tốt các bạn, người ta giữ rất là tốt cho đến bây giờ. Các bác hình dung là bao nhiêu năm người ta vẫn giữ được, người ta gần như người ta không vứt như là mình xong rồi có thể là bỏ qua nó, bây giờ bắt đầu mới cảm thấy chú trọng nó chứ bình thường những chiếc quạt như thế này. Em nói luôn là các bác kiếm được những chiếc mà đẹp mới như này các bác nhìn, nói thực sự luôn, lồng nghệ thuật thì quá là tuyệt vời rồi. Và các bác thấy cái chóp của nó này, đây, bao nhiêu năm rồi nhá, các bác nhìn chóp của nó này mới khét luôn, khét lẹt luôn. Và cái cánh của nó là cánh nho đen dạng dư phíp các bác nhá, nho đen như phíp luôn. Các bác biết cái cánh này nó giá trị cỡ nào đấy, các bác cứ thường thấy rồi, những chiếc cánh nho này đấy, nho đục này rất đẹp luôn, chóp không có một tì vết nào luôn. Các bác nhìn chóp này hiếm luôn đấy chứ không phải là đơn giản đâu các bác, hiếm luôn. Nếu các bác kiếm một chiếc quạt mà đẹp như này, nó đẹp toàn diện từ chân lên như này để các bác trưng, thì đúng là nó là một trong những dòng quá là chất lượng, quá là tuyệt vời rồi. Đấy, các bác thấy đó, bình thường ấy là những cái mẫu quạt này ấy, nếu mà mùa kia thì mùa hè ấy thì thực sự luôn là cái giá này thì nó thực sự bọn em còn không mua nổi luôn, nếu giá như bây giờ không mua nổi luôn. Đấy, mà còn những cái chiếc này thì thực sự luôn là đến tầm bây giờ là gần như là về, nó về không đúng mùa, cách từ tầm tháng là giá nó đã khác rồi. Những chiếc đẹp như này, chiếc này là cánh 30 các bác nhé, sải cánh 30, trưng bày thì đúng là đẳng cấp rồi. Mã số 74 có giá là 6 triệu đồng. Bạn nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, nó chung là tiền nào thì của đấy thôi các bác. Nó đẹp từng mọi chi tiết, thực sự luôn là nó đẹp mọi chi tiết luôn. Đấy, gần như các bác về các bác chỉ được trưng bày thôi. Và tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác chiếc La Vương Miện 2 đường băng. Đây thì cái mẫu quạt này thì nó là cái gần như là số 1 đỉnh cao của chất lượng. Cũng như là những bác mà biết đến những dòng này đấy, thì các bác chỉ đa phần là cũng chỉ là những chiếc quạt mà không phải là hàng đấu giá thôi, những chiếc quạt mà bình thường thông thường thôi đấy, thông thường thôi thì cái giá của nó cũng rất là bình dân đấy các bác nhá. Đấy, những chiếc mẫu quạt đẹp này, thứ nhất là em phải nói là cái lồng này là rất là quan trọng nhất, là khi mà mình hình dung là từng cái lan này là nó phải là gần như sờ mát tay không có rôm gì các bác nhá. Và cái độ sáng của nó vẫn còn nguyên, tức là cái độ sáng ánh nhạnh này các bác nhá. Tức là đây là một trong những cái dòng lồng đẹp, tức là em nói luôn là tất cả những dòng phẩm là em sẽ tuyển những chiếc quạt với có bộ lồng phải là xuất sắc thì em mới tuyển về, chứ còn những chiếc mà lồng nó rôm gì là gần như bọn em không làm. Thế nên là gần như là các bác thấy là không có mấy chiếc quạt mà có lồng xấu ở trên của nhà. Thế là cho dù nó có cao thì chăng nữa thì ở bên Nhật họ cũng thế thôi. Họ cũng sẽ ra cho mình với những chiếc quạt mà sẽ phân loại ra, loại đắt tiền và loại rẻ tiền. Thế nên là các bác nhớ là cảm thấy ok thì các bác chơi đồ thì các bác biết rồi. Đẹp thì có thể là mãi mãi sau này các bác cũng thích, nhưng mà xấu thì chưa về nhà các bác đã chán rồi. Đấy là nguyên lý rồi, không thể chạy đâu được, tiền nào của đấy thôi. Các bác nhìn nhá, chiếc này thì nói về bộ lồng thì là còn rất là ok rồi. Nói chung là nếu để mà so sánh thì chắc cũng không có mấy chiếc mà để mà vượt mặt nó được cái bộ lồng như này. Đấy, bộ lồng mạ xịn zin này. Đấy, hai nữa là cái dòng này là cánh nó là cánh La Vương Miện. Cánh này, đời này thì nó rõ chất luôn các bác nhá. Với bộ cánh này thì thường các bác cứ tham khảo là những cái cánh của La Vương Miện nó rất là đắt tiền, nó chất nhất trong tất cả các dòng cánh và cũng là đắt tiền gần như là khét lẹt luôn đấy. Nên những người chơi, còn những người mà đã từng trải qua hay những ông
bác thợ thiết thì cũng không lạ gì cả, nên là đều hiểu cả thôi. Nói chung là còn những bác mà chưa biết đến quạt Nhật, cũng như là chưa một lần sử dụng đến những chiếc quạt mà cao cấp như này, những hoặc là những cái đời mà cái dòng gọi là nó gần như đứng đầu và top ấy, thì các bác phải hiểu, đi sâu vào nghiên cứu một chút thì trước khi các bác đến thì nó không bị ngỡ ngàng. Chứ còn rất nhiều bác hỏi một câu rất là giật mình, nên là cũng nhiều khi là em bán quạt bao năm cũng không hiểu, vì là các bác cũng không lắm được cái quạt. Một cái quạt là cũng là một cái quạt thì nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi, nhưng có quạt mấy chục triệu thì nó khác nhau cái điểm gì, thì các bác chơi và tìm hiểu và theo dõi thì các bác mới hiểu được người chơi nó như thế nào đó nhá. Nhưng cái mẫu quạt này ấy, thực sự luôn là cái mẫu quạt mà được rất nhiều bác muốn trưng bày, vì đây nó là một cái mẫu quạt rất là đẹp các bác, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đẹp, cánh kiếc đẹp, cánh của nó gần như là quá sắc nét luôn. Lồng thì đúng không thể chê nó được các bác, từ đẹp từ chi tiết một này, đẹp từ những cái chi tiết nhỏ luôn, từ cái khóa lồng giờ đi không có một cái tì vết nào, cũng như là trên cái thân con quạt. Đấy, cũng như là về cái độ sáng đẹp, đây gọi là la phương miện hai đường băng các bác nhé, nó có hai cái đường băng. Về với cái dòng này thì em đã bán ra, nếu nói không nhầm thì cũng khá là nhiều rồi, nên là cũng rất nhiều bác đang sử dụng cái dòng la phương miện hai đường băng này. Các bác thấy đánh giá về chất lượng cũng như là gió của nó đúng là đẳng cấp, quá đẳng cấp luôn. Đấy, và cái dòng này thì lắp lật cũng chỉ là cũng ngang ngửa mấy dòng lắp lật các bác nhé, nên nhưng cái dòng này tất cả gang sắt hết các bác, gang sắt. Trên hình thức một chiếc quạt đẹp, các bác hình dung là hai đường băng cũng như là cái độ đẹp của nó. Cái độ đẹp của nó thì không thể chê được. Đấy, rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Em thì nói thực sự luôn này, riêng cái dòng la vương miện hai đường băng này ấy, là em bao nhiêu thì cũng về, kể cả nếu cứ xuất hiện mà đẹp là kiểu gì em cũng phải mua bằng được về, vì là cái dòng này thực ra là rất nhiều bác cũng đang sử dụng nó, cảm thấy rất là thích. Đây là cái mẫu này là cái mẫu mà em rất thích sưu tầm và về liên tục luôn ấy. Các bác hình dung là những chiếc này cứ xuất hiện là em sẽ mua bằng được. Vì là cái đời này là nó cũng là đời rất là sâu đời rồi, nhưng mà nó được cái là nó ra đời gần như đời đầu của dòng la vương miện, nên là nó rất là chất lượng luôn. Đấy, gang sắt đẹp nhá, lớp sơn thì zin đét 100% luôn. Đấy, không có một tì gần như là độ tì vết, gần như là chỉ bằng cái đầu kim. Đấy, bằng đầu kim. Đấy, các bác nhìn nhá, tất cả của nó là nguyên bản hết, nguyên bản hết. Từ kể cả là riêng về máy móc động cơ thì các bác khỏi về nghĩ đi. Cái hai nữa là dây dợ của nó này, vẫn trắng nõn luôn. Các bác nhìn nhé, dây của nó vẫn trắng luôn. Đấy, chưa thèm lau chùi gì, vẫn bọc nguyên như thế này. Về đây, vẫn trắng tinh như này. Đấy, các bác thấy không? Cũng như là cái hình thức độ sáng sủa của nó này. Các bác nhìn, đời này thì không phải chê nó được. Kể cả từ cái lúm liếc này còn sáng loáng này. Đấy, lúm sáng hết này, nó nhìn nha. Đấy, đây là đồng hồ cáp các bác nhá, đồng hồ cáp quay này. Đấy, lấy thanh tách luôn. Và cái hình thức của chiếc này thì đúng là không chê nó, không thể chê nó một điểm gì luôn. Đấy, rất là tuyệt vời luôn nhé các bác nhé. Mấy hai nữa là những cái dòng quạt này ấy, là nó là dòng la vương miện nhé các bác nhé. Đấy, đời vương miện này rất là đẹp luôn các bác nhìn. Đấy, bóng như xoay gương luôn, thân bầu. Phần ốp áp đây, các bác nhìn nhé, ốp áp, phần ốp lốc của nước còn sáng này. Các bác nhìn là nó rất là ok luôn nhé các bác nhé. Đấy, những chiếc quạt như thế này thực sự luôn các bác, là các bác về các bác chơi, các bác ngắm cũng hoặc là các bác để sau này cũng không bao giờ phải nghĩ ngợi gì với nó cả. Vì cái những cái hàng mà có chất lượng cao như thế này, độ đẹp cũng như là độ sáng sủa như này, rất là ok luôn các bác. Đấy, từ mọi chi tiết luôn, nồng sáng quắc. Chiếc này mã số của nó là 73 và có giá là 6.500.000 đồng. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhé.
mỗi một thời điểm, mỗi một thời giá nó khác nhau, có những chiếc 7-8 triệu cũng có em đã bán rồi, và nó lệch nhau về cái thời gian khi mình mua đấu giá từ bên Nhật. Nó có thời điểm ví dụ như mùa hè đang căng giá, có thể giá cao vẫn có thể đấu, nhưng mùa này thì có thể giảm một chút so với kia. Tất nhiên là nó cũng không phải là rẻ đâu, các bác cũng vẫn, nếu có thể mua bên Nhật thì những chiếc đẹp này các bác cũng vẫn mua với giá rất là cao, không phải là lúc nào cũng mua được giá rẻ đâu các bác. Mã số 73 có giá là 6,5 triệu đồng, bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, các bác nhìn đấy, em quay cũng không phải là đấy đâu, em quay rất là chi tiết luôn, mà quay đến tận nơi cho các bác luôn. Nên là các bác xoay là các bác cũng xoay rất là kỹ rồi, nên là các bác cảm thấy ok thì các bác liên hệ nhé. Đấy. Tiếp theo là cái mẫu tiếp theo là một chiếc quạt treo tường. Quạt treo tường thì thực sự luôn các bác là cũng không phải là riêng một bác nào đó đâu, mà rất nhiều bác đang rất hay hỏi và gọi điện rồi là hỏi em về treo tường. Treo tường thì cái mẫu quạt treo tường đẹp thì em nói luôn nè, đây là một cái mẫu quạt là mang thương hiệu là Lationa các bác nhé. Lationa trước này thì bản thân của nó sinh ra ấy, là nó cùng với cái đời La Balacun đời đầu, nên là cái đời này gan sắt thì cái lồng của nó không phải là lồng mạ nhé, nó là đời lồng xi sáng. Đầu lồng xi sáng này là cái lồng rất là bền, nó còn bền hơn cả lồng mạ. Để nói về độ đập vào mắt thì chắc chắn là người ta sẽ không cảm giác là nó sẽ không bao giờ nó sáng sủa bằng cái lồng mạ. Thế nhưng mà ngược lại đánh đổi của nó thì nếu nói để mà thời gian hoặc là thời gian ấy thì chắc chắn là nó sẽ ok hơn. Vì lồng mạ về Việt Nam mình thì tất nhiên là các bác cũng biết rồi, nói chung nếu các bác giữ được thì nó vẫn là ok, là đẹp. Nhưng mà các bác không giữ được thì nó cũng chỉ một thời gian là nó sẽ bị han hoặc bị lổ. Thế nhưng mà thằng lồng xi này thì là các bác có thể là ok hơn, rất là thời gian nó lại cần thoải mái hơn. Đấy. Và có độ đẹp của nó cũng như cái hàng này nó cực kỳ là hàng chất lượng. Bản chất sinh ra thì các bác nhìn rồi, những bác mà chơi quạt thì các bác mới hiểu. Logo thì nó sẽ theo đời quạt, chứ nó không thể là chiếc này sang đời kia được. Đấy. Cũng như người chơi thì mới thấu hiểu đây là cái dòng gang sắt các bác nhé. Chiếc la này thì nó ngang với cái đời của La Vương Miện. Đấy, gang sắt tức là nó cùng với cái dòng của dòng la chữ A, la chao các bác nhé. Thế nên là chỉ có những bác nào mà hiểu thì mới biết được thôi. Đấy, đây là cái dòng này ấy, là cánh của nó là cánh sâu rút nhé. Cánh sâu rút, ốc nhôm. Đấy, đời cánh sâu rút này là cái đời gió êm nhất của dòng quạt treo tường. Quạt treo tường thì các bác thường thấy rồi, nó chỉ có chóp vặn thôi. Chóp vặn nhưng mà cái đời cánh mỏng nhé, không có cánh dày như này không nhé. Dòng cánh dày nó chất lượng nó sẽ khác, đắt hơn rất nhiều. Thì em sẽ mở ra. Em sẽ mở ra luôn để cho các bác xem luôn cái cánh của nó đẹp nhé. Để các bác thấy được cái cánh của chiếc này là rất là mới này, gần như mới kính cong luôn nhá. Cái cánh của chiếc này mới kính cong luôn. Các bác cảm giác là nó mới lắm, nó mới như là người ta chưa sử dụng luôn cái cánh này. Cánh mới kính cong luôn. Tức là gần như là được cả độ từ cái chóp này, đấy. Nó mới đét đe luôn. Cánh của nó thì không thể chê nó một điểm gì luôn về độ mới, độ bóng luôn. Bóng không có một vết xước nào ở trên cái cánh luôn. Không một cái, gần như là không có lốt lau ở trên cái cánh luôn. Đấy. Những cái chiếc quạt mà nó có cái độ đẹp của nó phải chi tiết như vậy. Các bác, nó phải chi tiết như vậy thì các bác mới hiểu là đấy là cái mẫu quạt đẹp. Đấy. Mấy hai nữa là cái lồng này thì nó là lồng xi nhưng mà nó cũng rất mới luôn. Các bác nhé, nó rất mới luôn. Đấy. Gần như là người ta cũng biết là sử dụng nhiều ít nhưng mà cái vấn đề là nó còn đẹp, còn sắc nét. Đây là lồng xi. Và hai nữa thì em sẽ chi tiết luôn để các bác hiểu luôn về chiếc quạt này nhé. Đời này cái mặt này là mặt lâu, mặt là mặt lâu nhé. Đấy. Và nó có cáp xoay này, cáp này rất giống là của la chữ A nhé. Các bác đã biết đến la chữ A rồi ấy, những người mà chơi quạt ấy, thì là sẽ thấu hiểu luôn. La chữ A thì nó sẽ có lúng vặn y chang như này.
cùng với cái hộp số của Lancia khi người ta chuyển sang là cái loại đắt tiền cao cấp nhá. Số của nó các bác nhìn đây, tất cả cái chữ số của nó led như là mới luôn. Đây là qua một cái lớp kính bên trong, nó nằm bên trong nhé. Trước này thì các bác nhìn đây, đây mấy các bác sẽ biết là nó xuất sắc như cỡ nào nhé. Còn tất nhiên thân này là gang sắt, toàn bộ là gang sắt nhé, nó trừ mặt này thôi, mặt ốp này thôi, mặt này ốp này chỉ là trang trí thôi, nhưng mà cái đây là gang hết này, thân của nó là gang sắt hết này, cột gang sắt này. Đấy, đây là gọi là chất lượng kèm với sự đấy, các bác nhìn số rất nhẹ luôn, số nhẹ lắm, số nhẹ như là tên luôn, số nhẹ lắm, nhìn nhá, số nhẹ tênh luôn, từng chi tiết cũng như là từ những con ốc rồi là đến thân cổ rồi là phần chi tiết này em sẽ nói luôn các bác này, đời này và quạt đẹp này và cái độ mới này nó như thế này, các bác nhìn đây, thân này, thân của nó nước sơn zin như sừng như sứ luôn. Đây, dây dợ trắng đẹp nhá, dây dợ trắng đẹp, thân bầu trắng nõn này. Đấy, tất cả đây là gang sắt, kể cả dây vít cắm này. Đấy, chiếc này thì rất là khó cầm các bạn, đằng sau tem mác này vẫn còn nguyên này, các bạn nhìn này. Đấy, tem mác, đấy, tem đỏ xanh ngắt đây, các bạn nhìn nhé, F30T này. Đấy, các bác nhìn nhé. Đấy, những chiếc treo tường này ấy, nói thực sự luôn các bác là nó chấp rất nhiều cái loại, những quạt mà thân nhựa nhất thì không thể tính gì so mới nó được. Nói chung là cái đời mà Lationa này ấy, là cái đời gió đẳng cấp, cực đẳng cấp luôn, và nó cực kỳ là chất luôn. Nếu nói để mà các bác chơi các bác mới hiểu được cái dòng quạt treo tường này, chứ còn nếu mà bình thường ra ấy, là các bác có thể là các bác chỉ nhìn theo một cái hình thức, có những chiếc quạt ấy, họ chỉ bán quá cho cái hình thức thôi, nhưng mà hình thức nó thì so với những chiếc này thì không thể so được, vì là những chiếc này nó cái chất lượng của gió nó đẳng cấp lắm, nên là khi mình sử dụng những cái mẫu quạt đẹp như này ấy, là những cái mẫu quạt đẹp như này về các bác treo cũng thể hiện đẳng cấp của mình. Mấy hai nữa là cái chất lượng của gió của thương hiệu Lationa này thì rất nhiều bác thích, chứ không phải riêng một ai cả, không phải riêng một ai cả đâu nhé. Với cái dòng này thì em vẫn bán cái giá tầm khoảng trên 5 triệu là rất là nhiều rồi. Từ là mùa hè thì nó có giá tầm như vậy, rồi bây giờ giá nó rất hợp lý thôi. Để các bác lựa chọn nhé, giá thì em nói luôn là em chỉ báo giá bán thôi. Còn các bác cảm thấy ok thì các bác liên hệ, không thì các bác cứ xem thoải mái nhé. Chiếc này là mã số của nó là 76 và hiện tại là có giá là 4.800.000 đồng. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Chiếc này có sải cánh là 30 các bác nhé. Đấy, bao cho các bác là gió riếc là ok. Đây là hiện tại là điện đang 100V. Đấy các bác nhé, điện 100V. Các bác cảm thấy ok, các bác muốn trưng bày thì các bác alo cho em. Đấy, cái mẫu quạt và cái hình thức của nó đúng như là trên clip. Đấy, sáng đẹp, mặt cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mã số 76 có giá là 4.800.000 đồng. Cùng tiếp theo là một chiếc quạt mang hiệu Toshiba Tochinap. Đây cũng là cái dòng này thì cũng là những cái mẫu quạt mà được các bác chơi quạt thì rất là thích, thì để em lúc nào cũng sẽ mang đến cho các bác những chiếc quạt mà rất được rất nhiều bác thích, chứ không phải là ngẫu nhiên mà chiếc quạt cứ giống nhau, là vì là cái mẫu quạt đấy là được rất nhiều các bác muốn sở hữu nó. Thứ nhất là cái độ đẹp là cái đầu tiên, căn bản là cứ phải độ đẹp đã, các bác nhìn nhé, em soi rất là kỹ luôn. Thì các bác cũng có thể là không lạ gì cả những chiếc quạt mà nó đẹp như này, nó bóng như này, từ cái lồng này, bầu này, đấy, bầu khe lẹt luôn. Chiếc này là thân gang sắt nhá, cánh đẹp nhá, cánh màu xanh rêu đẹp nhá, xanh rêu này, các bác nhìn nhá, cánh của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mấy hai chiếc này thì cũng gần như mới khét luôn. Đây, các bác nhìn nhá, gần như là mới khét lẹt luôn. Cái độ đẹp của nó thì không thể chê nó được, như sừng như sứ, em nó nói là như sừng như sứ. Nước sơn này là dính đét 100% luôn. Đây, những chiếc này không thể chê nó bất kể một cái điểm gì luôn.
từ tay quay này là thu dây này, tay quay để thu dây này, gang sắt, nước sơn đẹp, nước sơn màu xanh ngọc đẹp, không mà gần như là cái độ không có một tì vết ở trên cái thân con quạt này, gần như không có tì vết đâu nhé. Đấy, từ cổ, từ bầu này, từ tất cả mọi chi tiết của nó này, gần như đẹp sắc nét luôn, quay rất rất là chi tiết cho các bác, sắc nét luôn nhé, màu nó sáng đẹp luôn. Đấy, hai nữa cái dòng này nó là cũng là mang tính chất là của nó là dòng 4 số, tức là nó cũng mang tính chất là dòng 4 số. Các bác hình dung là nó như là dòng 4 số này, nó thể hiện ở trên này. Và cái volume này khi các bác chuyển động này, nó là 10 chế độ gió các bác nhé, 10 chế độ gió. Đây, khi cái volume mà các bác vặn lên để cho nó ấy, các bác nhìn nó sẽ chia màu này. Nó cũng là tương đương với là 10 chế độ gió, nhưng mà 4 số này nó sẽ chia ra thành cấp độ, nó là 10 cấp độ. Tức là gió theo từng cái một cái vẹt, vẹt một này, các bác nhìn nhé, đây cái vẹt này, các bác nhìn nhé, đấy là cấp độ của gió. Khi cái gió mà các bác điều chỉnh ở cái tầm nào thì là nó do mình điều chỉnh ở cái volume này các bác nhá. Đời này ấy, là nó thích hợp cho rất nhiều bác lớn tuổi này, khó ngủ này. Đấy, các bác nhìn là cái viền đây, từ cái ốp lốc này cho đến thân chân này, trắng tinh nhá. Đấy, không có tì vết gì đâu nhá, không có tì vết nhá. Đây, trắng tinh luôn. Cái đây là công tắc. Đấy. Công tắc này là mang tính chất là tắt bật, khi các bác sử dụng quạt thì các bác sẽ tắt bật ở đây. Đấy. Tắt bật ở đây. Còn điều chỉnh tốc độ gió thì là ở cái đồng hồ ngoài cùng này. Còn đồng hồ giữa này là đồng hồ hẹn giờ nhé các bác nhé. Đấy, đồng hồ hẹn giờ. Và đồng hồ bên này là đồng hồ cáp. Đồng hồ cáp thì nó sẽ có góc chỉnh góc quay. Đấy, xoay 90 và 120 các bác nhé. 60, 90, 120. Tức là điều chỉnh góc quay rộng hẹp của nó. Đấy. Với cái mẫu quạt này ấy, là cái mẫu quạt cũng rất là đẹp các bác hình dung này. Thương hiệu thì là Toshiba gang sắt. Đời này nó là đời rất là chất lượng, các bác thường thấy rồi. Những chiếc này thì từ nó đẹp từ chân thân đế xanh ngắt thôi. Các bác nhìn xanh ngắt thôi. Đây, chân thân đế này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác để các bác thấy được cái độ đẹp của nó từ chân đẹp lên nhé. Không phải. Đấy. Những cái mẫu quạt này ấy, này các bác nhìn xanh nét luôn từ chân luôn. Đây, độ đẹp của nó đều tắt luôn các bác nhé. Đấy, đều tắt luôn. Đấy, và kể cả nước sơn ở trên mặt này gần như không có một cái sự bong chóc hay là xất xước gì ở trên mặt này. Đấy, nó lại được cái hay ở cái chỗ là như thế, gần như là xuất sắc luôn, độ xuất sắc luôn, độ xuất sắc luôn. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Các bác hình dung là những cái mẫu quạt đẹp như này ấy, là em lúc nào em cũng rất là thích để săn nó, săn để về cho các bác ấy. Đấy, các bác hình dung là người bán quạt cũng như người mua quạt thì cũng bao giờ cũng muốn mua cái đẹp, và người bán quạt cũng thế, cũng bao giờ cũng sẽ muốn bán ra cái đẹp để mình cảm thấy là như cái gì là nó tốt nhất và nó đẹp nhất thì mình sẽ mua về và để cho các bác cũng như là sự trải nghiệm, cũng như là mình mang đến cho khách hàng những cái đẹp nhất ấy. Đây các bác nhìn nhé, tất cả từ hình thức kể cả dây dợ các kiếp là ok, và từ mọi chi tiết, nói chung là cái mẫu quạt nếu mà mới thì em nói là nó không thể mới được vì là nó cũng đều từ đời nó toàn vài chục năm rồi. Quan trọng nhất là cái độ sáng sủa của chiếc quạt đấy, và cái kể cả cái hình thức cái mẫu quạt này, kể cả những cái vành logo này các bác nhé, đây nó cũng là có một cái điểm nhấn của chiếc quạt thôi để cho nó sáng này. Ví dụ như là cái phần mạ này nó có một cái một chút để cho nó nhấn chiếc quạt này lên cho cái điểm nó sáng này. Mấy hai nữa từ chóp trước này cũng vẫn còn rất là ok nhé. Cái đời này ấy là cái đời quạt chóp lặng. Đấy. Lên là gió nó rất là êm. Gió rất là êm, những bác mà đã sở hữu nó rồi các bác biết rồi. Cái dòng quạt này là gió rất là thích, những ai đã sử dụng nó rồi cũng đều muốn sở hữu nó nhé. Những cái mẫu quạt rất là đẹp luôn, kể cả cái hình thức của các bác để mà trang trí trên khuôn viên trên ấy là cũng là rất là tuyệt vời. Các bác nhìn cái mẫu quạt này
kể cả trong cái khuôn viên nhà các bác để cũng đẳng cấp đấy. Vì là những người chơi quạt thì mới hiểu thôi, còn những bác mà chưa chơi quạt thì cũng không biết nó là có những chiếc quạt như này đâu đấy. Mã số của nó là 75 và có giá là 4.800.000 đồng nhé. Cánh 30 các bác nhé, cái dòng này là sải cánh của nó là 30 đấy, và chiều cao của nó thì cũng khoảng trên 80 thôi, 85 84 gì đấy. Nói chung là cái mẫu quạt rất là đẹp. Bác nào mà thực sự quan tâm đến mẫu quạt nào thì nhấc máy liên hệ với em, số điện thoại cũng là kèm số Zalo của em nhé. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.